Hi, và mình xin chào anh em và các bạn đã quay trở lại kênh Trangly Gamer của mình em. Và trong video ngày hôm nay đó thì mình mới lết vào server thường anh em à. Mấy nay đánh lo ở server VIP của Vinh đó thì cũng kham khổ quá anh em. Đánh không biết bao nhiêu con mà tìm không được cây kiếm nó mới đau. Thì bây giờ thì ở cái server thường rồi đó, thì mình biết cái chỗ này anh em có biết hay chưa em. Thì mình nghĩ là cũng rất nhiều anh em biết rồi. Còn nếu mà anh em nào mà không biết cái chỗ này đó thì hãy đồng hành cùng mình ha. Rồi thì cái điều đầu tiên á, cái gì vậy trời, cái gì mà cần phải lôi đầu lụm cổ nè, đánh luôn đánh chết đi, làm cho hay vô cho dữ dội vô. Ủa mà ngu dại gì anh em, tự nhiên cái ngu dại để cho ông đó đánh trời. Bước lại đây nữa, bước ở đây kiếm ốc bu vàng đây nữa nè. Ủa tự nhiên mình ngu ta, mình đứng yên cho nó đánh. Ai đánh mình đập lợi thôi đúng không anh em? Hợp lý rồi. Rồi thì bây giờ mình sẽ vào cái chỗ bí mật này em. Cái chỗ này đó thì anh em muốn vào được á, anh em sẽ kích vào những cái màn hình cho nó mở cái cánh cửa bí mật ra. Nhưng mà cái chỗ bí mật này là để dành cho update 11 anh em. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mở ra cho anh em coi nè. Anh em sẽ nhấn theo mình ha. Ở đây anh em sẽ nhấn nó màu đỏ, anh em bấm vào. Rồi chỗ này á, anh em sẽ bấm nó thành màu xanh dương. Đó, nó vẫn chưa mở cửa ra ha. Chỗ này anh em sẽ bấm thành màu xanh lá cây. Đỏ, xanh dương, xanh lá cây. Và chỗ này anh em sẽ bấm lại một lần nữa là nó xanh dương. Đấy. Thì cánh cửa nó đã mở ra rồi anh em. Anh em lại đây thì cánh cửa nó sẽ chính thức mở ra ha. Đó. Đây. Anh em chung vào đây thì cánh cửa nó sẽ mở ra. Và ở trong đây á thì nó sẽ có những cái rune chest nha anh em. Đây mình leo lên cho anh em coi nè. Cái chỗ này thì cũng rất nhiều bạn biết thôi. Mình làm clip này đăng tải lên thì muộn màng rồi, nhưng mà không sao ha. Thì khi lên đây đó thì anh em sẽ gặp một cái nhân vật vô cùng bí ẩn. Thì khi anh em bấm vào á thì nó sẽ hiện là update tiếp theo thì mới được, bình thường thì sẽ không được ha. Rồi ở đây thì anh em sẽ lụm những cái chest đây. Đơn giản vậy thôi. Thì sau khi xong mọi thứ thì anh em đi ra thoải mái thôi. Thì ở đây á, chỉ có những bạn nào á mà bấm theo cái cách của mình thì mới vào được ở trong đây em. Còn những bạn mà sử dụng cái mẹo, có thể là mấy bạn sử dụng mẹo solo vào thì bạn vẫn có thể solo được em. Nói chung là anh em sử dụng cách nào cũng được. Một là cách đơn giản nhất là anh em lại bấm đỏ, xanh dương, xanh lá cây và xanh dương. Còn hai đó là anh em sử dụng solo vào, và ba đó là anh em hack vào. Đấy, chỉ có ba cách đó để anh em vào trọng thôi em. Cánh cửa mở ra, solo, hack, đơn giản dạng đơn. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi farm một hai con boss ở đây. Thì chìa khóa râu đen á thì mình biết có hay không. Ở đây có mấy bạn bảo là đánh râu đen. Bây giờ triệu hồi ra đi thì mình sẽ đánh cùng mấy bạn thôi. Đơn giản dạng đơn mà, có đâu khó khăn. Ở đây ha, mình sẽ ali hết. Bạn nào đánh mình thì mình chịu thôi. Lúc nãy làm pha kia hơi bị ngu một tí, trong khi bạn kia kiếm chuyện ra mặt luôn anh em. Đáng lý ra phải đánh lại đúng không? Tại vì á, mấy lần mình cũng đánh lại mấy bạn đó rồi. Là đánh mình á thì mấy bạn đó đánh được, mà mình đánh lại á mà combo chết mấy bạn đó đó, mấy bạn đó lại chửi mình. Không hiểu nổi luôn á. Nó là sợ vậy thôi. Nên là mình cũng xin phép anh em ha. Nếu mà có mấy bạn đó mà đập mình á thì mình sẽ đập lại ha. Ý, râu đen ra rồi. Mà biết vợ nó úm dưới nước luôn nè anh em. Sivina lên không được luôn nè. Đau dữ lắm luôn á. Rồi không sao không sao. Rồi đi. Bây giờ ở đây thì bay qua bển nó hơi lâu nha anh em. Nhưng mà cũng bay được, cũng bay được. À, phía râu đen là phía bên đây. Thì mình sẽ nghe tiếng định hình nha. Bên đây. Bây giờ nó tối quá rồi. Mình cũng không xác định được hòn đảo râu đen đâu ha. Mình sẽ nghe tiếng ở trong tay phone của mình rồi định hình bay thẳng đến đó. Bình thường trời sáng mình đi đảo râu đen còn lạc mà, nó chi là tối thui như vậy. Wow. Mấy bạn ali vô hết rồi, nên là cũng không sợ bị sắp mặt đâu anh em à.
Chứ qua bển vừa vừa lết qua cái đầu mình tay chân nằm nơi nằm ngã hết. Hướng bên đây. Chính xác không ta? Ui! Lộn rồi, vậy là bên đây rồi anh em à. Bên đây. Đó, đúng phía rồi đó. Bơi luôn chứ, sợ gì nữa. Vô. Đâu? Đâu, chấm mắm nêm nó liền. Đâu à? Đây. Giật nó, chờ đợi gì nữa. Đâu, 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 nó đâu. Hướng nào? Nói chung là ở bên server VIP của Bắc Tô thì mình cũng đánh cái trường hợp này rất là nhiều luôn rồi. Rồi, chưa vô. Thằng Cúc. Ghê ta. Bên đây. Aki quan sát lên. Có thể là khó nhìn tí nha anh em, tại vì cho dễ thấy đâu đen. Trời ơi. Làm sao chết mình được ta không? Có hỉ quái ngoãi nữa hay gì kìa. Bật lên, dạt ra liền anh em. Ui, đọc túi gì đó. Dạ anh râu đen ơi, em có biết gì đâu. Đây nè, anh em đánh boss á, anh em đừng sử dụng chiêu ít của trái Mochi. Tại vì á, mấy con boss nó sẽ đi tùm lum anh em, rất là khó đánh ha. Anh em đừng sử dụng chiêu ít của trái Mochi nè, rồi chiêu C nè, chiêu C của Super Hình Mình nè. Tại vì cái con boss á, nó sẽ bị đẩy văng ra xa, thì những anh em kia không thể nào tập trung đánh nó được. Nên là anh em rút kinh nghiệm cho mình ha. Đấy. Anh em nào mà xem được clip này á, thì anh em đánh râu đen hay là đánh lo gì đó thì nó cũng y vậy thôi. Anh em đừng sử dụng những cái chiêu nào đó mà có thể đẩy con boss văng ra xa. Là anh em đánh một cách nó rất là đơn giản, easy luôn, nó rất là lẹ. Anh em thấy không? Trong khi bây giờ thằng râu đen chạy tứ lung tung, rất là khó xác định được vị trí của râu đen để đánh anh em à. Ơi. Đâu à? À đằng đây. Ý, không phải. Đó. Bạn chiêu tool, cái mấy bạn này sử dụng những cái chiêu tool vào phụ thôi. Mình biết là mấy bạn tập trung để cho nó đủ đam. Nhưng mà các bạn đánh những chiêu kia đó thì nó đủ đam thiệt, nhưng mà vấn đề mấy bạn ăn được boss hay không. Có khi là con boss nó biến mất nữa. Nói thật chứ các bạn xem những cái clip ở bên server VIP của mình với Bắc Tô thì em thấy rồi, đánh râu đen rất là nhanh luôn. Chứ không phải như thế này, tại vì mấy bạn sử dụng cái chiêu của trái Mochi á, em thấy không, cái nắm râu đen lâu dục vậy đó. Nên là rất là lâu. Lâu dữ ta. Đó, như mình sử dụng cái chiêu ít của Thanh Wando nè, cũng sai luôn nè. Tại vì nó là chiêu mà đẩy râu đen nó ra phía đằng sau. Thì những anh em nào mà tuôn được râu đen á thì rất là khó ha. Đấy, minh chứng rõ ràng cho anh em xem luôn. Đây nè, nhất là những chiêu của trái Mochi, chiêu ít. Chiêu V trái Mochi mình không nói ha. Anh em đánh boss lo mà anh em đánh kiểu này là không kịp thời gian, mình đảm bảo 100% luôn. Tại vì anh em quăng boss tùm lum hết. Thì đánh boss lo thì chỉ có nước là bó tay thôi. Một lát mình sẽ thử đánh boss lo luôn cho anh em xem nè. Tại vì mình đánh râu đen là thế nào cũng có được chị Ngọc rồi. Đâu à? Chỗ bên kia. Lử liền. Ôi, vậy mà hụt anh em. Cắt lên. Đây. Đó, mình tuôn á, anh em quốc đi. Đâu à, mất tiêu à. Đấy, bạn kia lại sử dụng cái chiêu lốc xoáy của Tam Kiếm đó anh em. Thì lại hất râu đen bay trên trời, rất là khó canh. Lo mà anh em đánh kiểu này nó đảm bảo 100% không kịp thời gian luôn. Mình dám chắc với anh em luôn á. Nếu mà cứ đánh như thế này, râu đen đánh nãy giờ 5 phút mà chưa xong nữa. Đó, anh em cứ tập trung tool như thế này đấy. Tool Super Hình Mình ha. Rồi mấy bạn xài chiêu chiêu V của trái Mochi vô rồi tool cứ từ từ đó, bạn kia nắm dục nữa. Đấy, như vậy là thất bại. Đấy, nên là anh em nhớ ha, thì mình biết á, có rất nhiều anh em cũng biết cái cách này á, nhưng mà do là không có chơi chung nói chuyện qua Discord giống mình với lại Bắc Tô với Tấn Tài Gaming hay là chủ tịch gì đó các bạn. Nên là các bạn không hợp ý nhau.
Tại vì nhiều bạn cũng biết như vậy, nhưng mà cũng có mấy bạn không biết như vậy, muốn muốn đánh cho nó đủ đam, mà càng đánh đủ đam thì càng rối đội hình. Rồi ok, chắc chắn là có cục team phát rồi anh em à. Rồi bây giờ qua đánh lò ha. Đánh lò thì mình bay qua bên kia. Đây. Hạng tiến. Lết qua bển liền. Hỏi mát luôn rồi anh em, giờ chỉ còn có defense thôi ha. Rồi, nâng mát đường defense luôn. Nói chung á là ở cái game Lockroot này đó thì anh em chỉ cần cài đủ cái cấp mà anh em đánh được cái con boss mà nhận nhiệm vụ thôi, chẳng hạn như đảo này là có Thánh Hành, là Mocker, là cấp 1150 thì anh em sẽ đánh được nó, thì anh em chỉ cần farm đến đó thôi, anh em đánh được Mocker để anh em lấy vũ khí thôi. Còn những cấp còn lại đó thì anh em cũng đừng mua X2, anh em farm làm gì, chia cực mình nói thiệt. Tại vì á anh em đi đánh lo á thì nó đã cho anh em cấp độ rất là nhiều rồi. Đây nè anh em thấy nè, đây mình lên được 1201 rồi nhờ đánh râu đen với lo không đó anh em. 50 cấp còn lại là đánh râu đen với lo không, chứ mình không farm một con quái gì nữa hết em. Rồi Mocker được các kiểu. Mình đi đổi cục anti-fuck. Rồi mình nhanh lắm anh em à. Đánh riết ở trong server kia mà nó ngán luôn á. Đây, chung vô. Đấy. Đổi nha anh em. Anh em sẽ lấy cái cục anti-fuck anh em qua đây anh em đổi cái bản mạch ha. Mình nghĩ là những clip kia thì mình cũng làm rất là nhiều rồi, nên là anh em cũng biết rồi ha. Mình chỉ nói lại thôi. Đấy, sau khi mà đổi được con chip đó thì anh em sẽ đến cái căn hầm bí mật tiếp theo. Căn hầm bí mật lúc trước mới ra đó. Trời ơi, ông nội tài với ông nội Vinh tìm không ra. Chịu tìm, mình tìm kỹ lắm, tìm từng ngóc ngách luôn. Có lỗ vậy. Ờ. Dầm dầm xa xa nó cũng hòa màu ha. Rồi xuống đây. Năm anh em, từ từ kích hoạt. Đây nè anh em coi nè. Bot lo có lẽ là đánh không kịp nếu mà anh em cứ sử dụng Mochi chiêu ít để anh em quăng á. Để mình sẽ tránh ha. Đánh lo không sử dụng chiêu ít trái Mochi nha anh em. Rồi. Đó, mình nói như vậy để anh em biết. Chứ tại vì anh em sử dụng chiêu ít của trái Mochi đó thì một bạn này quăng qua đông, bạn này quăng qua tây, bạn này quăng qua nam bắc gì rồi sao dí đánh, trong khi lo chạy như điên. Đấy. Rồi anh em vô chưa ta? Để chờ anh em vô đủ 5 người ha. Vô triệu hồi đánh thôi. 4 người sẽ đứng trong cái lồng này. Một người sẽ đi bấm nút. Quá đơn giản rồi anh em à. Chưa, để mấy bạn tập trung vô đây nè. Đó, chụp hình đi, này. Mình để đẹp đẽ cho chụp, hồi nãy đen thui thù lùi à. Đen như ông táo rồi, chết rồi. Vô. Anh em đâu hết rồi ta, sao đây có hai bạn vậy? Hai người nữa vào đánh cho dữ. Nghe tiếng tọc tọc rất là nhiều luôn. Ủa sao không thấy ai hết nhờ? Đánh lo bình thường là anh em phải phấn chấn lắm chứ, mà tại sao lại như vậy? Coi gì vậy? Mình phải lấy được cây kiếm. Nói thật sự mình đánh hoài không ra kiếm, mà trong khi ở trong server VIP ai cũng có cây kiếm, chỉ có riêng mình đó là không có cây kỳ cô cu. Không thể nào tin nổi. Ai đánh cũng ra hết, mình đánh cũng dữ dội lắm mà anh em thấy mình quất cũng ghê gớm lắm mà. Nhưng mà lúc nào mình đánh lo đó thì máy nó cũng lắc hết. Mà nó không lắc đó thì cứ cho ăn ba cái nón không biết chết. Rồi, ok. Bên kia. Rồi, mở đi. À, không mở ra đây, để mình cho. Rồi, mình sẽ mở nha anh em.
Ok á. Mở không được anh em à. À anh em phải đứng xanh vô chứ. Đây nè, cho nó xanh vô. Đứng cho xanh vô mới mở được. Đó. Trời ơi, vừa mới nói cũng cũng vậy à. Ừ đúng rồi, anh em tôi vô. Từ từ thôi. Ca này chắc mình thấy ông ổn à. Anh em quýnh tứ lượng bừa hết à. Kìa, bên kia kìa. Tự hỗ trợ liền. Trời ơi, Pika, Goro, thôi chết rồi. Ca đây là tình hình không xong rồi anh em à. Kìa, đánh bạn kia kìa. Thôi không quên, mọi anh em chết rồi. Sao. Em phải thay phiên nhau để stun vào. Mới ăn được chứ thằng lo này nó rơm ra nó tay le chịu nổi đâu đâu. Đâu rồi ta? Đâu à? Để coi nó quýnh quýnh bạn nào. Mình đảm bảo 100% là không kịp luôn. Đâu à? Đó anh em thấy nó di chuyển không? Di chuyển như cái máy vậy. Em đừng loạn. Càng loạn là để cho thằng lo nó có cơ hội á. Thôi bạn kia cũng đánh đứng nhìn luôn rồi. Vui thì chứ. Ừ. Hay lắm để mình. Dính rồi. Em sẽ bệnh mình vô. Trời ơi. Đứng bắn cái quỷ. Mình nói thiệt vậy là chết rồi. Thôi nắm giục lưới lung tung vậy là thua. Cho anh em 15 phút anh em đánh cũng không kịp nữa. Đây. Vô. Rồi anh em super hình mình vô. Đấy, như thế này thì anh em super hình mình vô ha. Để cho mấy bạn kia hồi stun. Thôi không xong à. Qua server thường anh em không hiểu ý nhau khó đánh lắm. Chạy. Mấy anh em mất chip hết rồi. Mình đảm bảo luôn. Tại vì lúc nãy mình thấy á, cái tình cảnh anh em đánh râu đen nó rất là lâu. Vô đây đánh lo kiểu này nữa thì chỉ nước chết thôi. Thôi quá. Bật được cái water body lên rồi anh em. Chạy chạy hồi máu chứ biết sao giờ anh em chết hết luôn rồi. Còn còn có mình với bạn kia ở đây à, sao đánh nổi lo? Không nổi đâu. Trời ơi mấy anh em ở ngoài mà còn bị lo ra ngoài quém ngoài nữa chứ. Ừ đúng rồi bạn. Sức bệnh mình trúng chứ. Ừ phải vậy nè mới được. Đừng có hụt. Tại vì super hơn mình á là một cái tool. Từ nãy anh em thấy mình đâu có dám sử dụng chiêu C chiêu X đâu. Nhưng mà chắc mình nghĩ là đánh server này chắc mình phải sử dụng chiêu chiêu C với chiêu X rồi anh em à. Tại vì những anh em khác á không biết phối hợp stun á nên nó rất là khó đánh. Ôi, chết mình rồi. Ca đó là mình chỉ nước quy tiên thôi. Solo vô lại có đâu khó. Đấy. Ơi. Vậy là mình biết sao lý do rất nhiều anh em đăng đăng lên Discord mà bảo là đánh lo không nổi rồi, mình biết lý do rồi. Anh em không không ăn ý nhau. Để mình vô lại. Nó không kịp thời gian luôn rồi. Rồi ok. Em phải phối hợp ăn ý thì mới được.
Ủa mình đánh có gây đam không hả? Hình như không gây đam luôn thì phải. Giờ mình làm một cái super hình mình là mình biết là có gây đam hay không ha. Ôi, không gây đam mà anh em khi mà chết á thì không gây đam được cho lo rồi. Không có đam. Lý do anh em đánh không nổi là tại vì anh em không chịu phối hợp. Thì anh em thấy rồi đó, những cái clip trước mình với Bác Tô rồi Tấn Tài Gaming hay là chủ tịch hay Levini á, phối hợp rất là nhịp nhàng. Chỉ có 5-6 người thôi mà hạ lo rất là dễ. Mà trong khi ở đây rất nhiều anh em luôn mà đánh không lại được lo. Anh em chỉ cần ăn ý một tí thôi, không cần sử dụng chiêu thức gì hầm hố. Đấy, chẳng hạn như chiêu này nè, anh em bỏ qua không được sử dụng hay chiêu này nữa nè. Đấy. Rồi chiêu ít á. Chiêu ít của đó, chẳng hạn như chiêu nắm quăng dục vậy đó, anh em mà xài là nói thật không ai đánh nổi lo luôn á. Tại vì một bạn này quăng thì những bạn khác thấy vậy bắt chước quăng theo, quăng qua quăng lại thì đâu dí được lo. Bình thường á lo đã nhanh rồi. Mà bây giờ anh em xài vậy nữa không ổn ha. Anh em cứ xem clip mình, clip Bác Tô hay là clip của chủ tịch gì đó, hay Tấn Tài Gaming gì đó, thì anh em thấy những cái màn phối hợp đánh lo rất là easy và đơn giản. Một ngày á, ngày đánh tầm cả chục con cũng có nữa đó anh em. Mà thấy mấy anh em đánh đây rất là mệt luôn. Rồi thôi vậy. Cái video ngày hôm nay là chủ yếu là chỉ cho anh em cái hầm bí mật này ha. Để cho cái đợt update sau. Update sau không biết là update cái gì nữa. Cái hầm bí mật ở đây thì mình cứ vào thôi. Còn cái vụ mà lo mà bây giờ hiện tại đó là đánh không được nữa đó, là do là anh em chết rồi. Đánh không còn gây đam cho lo nữa thì đánh gì đây nè. Mình đánh đâu còn tool cũng đâu hiện đam đâu. Trong khi lo đánh mình được ha. Nên là anh em đánh lo đó, anh em cẩn thận cũng đừng có để chết ha. Anh em chết một cái, đó là thứ nhất á, là anh em sẽ mất đi cái cục anti phát ở đây hay là chip gì đó. Tại vì mỗi lần mà đánh râu đen á thì mỗi bạn sẽ có được một cái cục anti phát đấy. Mình vô ra đây dễ dàng mà mấy anh em làm sao vậy, mấy anh em sao vậy, chưa hết nha. Bây giờ mấy bạn này á, mà bên màn hình của mấy bạn nhìn vào đó thì bạn sẽ tưởng đâu là mình hack thật sự luôn, mấy bạn sẽ tưởng mình hack nhưng mà không phải anh em à. Giống hệt là nó nè, bay vô nhảy ra dễ dàng vậy mà anh em sao vậy? Để mình chỉ anh em ha. Thôi, anh em xem clip này để anh em tìm cách để anh em vào đó đi. Kệ, các bạn vào được rồi nè. Bạn đó biết, các bạn vào, bạn đó vào được thôi. Đấy. Ôi bạn kia. Rồi, thôi nha anh em. Thì cũng cảm ơn anh em và các bạn đã bỏ mấy thời gian ra theo dõi video. Và hẹn gặp lại các bạn và anh em trong những video lần sau và kế tiếp ha. Còn riêng cái hầm này á thì mình và anh em và các bạn phải chờ update 11 rồi. Để biết liệu cái thằng này bán buôn gì. Thường thường á là sẽ bán một cái kỹ năng nào đó đó. Có thể là kỹ năng đấm tay đấm chân gì đó anh em. Thì cái đó là phải để coi rồi. Đây. Chờ update tiếp theo rồi mới biết được anh em. Chứ không có update tiếp theo thì bó tay ha. Rồi hẹn gặp lại anh em và các bạn trong những video lần sau và kế tiếp ha. Nếu mà anh em có đánh lo đó thì chỉ có một cách thôi, là anh em phải phối hợp đồng đội vô cùng nhịp nhàng. Đừng có người này sử dụng chiêu hất văn, người kia sử dụng chiêu hất văn. Thì thật sự là server anh em full người vào đánh lo thì cũng đánh không được đâu. Tại vì không có tool được lo thì làm sao mà anh em có thể đánh bại được lo. Như server tụi mình chỉ 5 người hay 6 người là đã hạ được lò một cách dễ dàng rồi. Rồi cũng cảm ơn anh em và bạn đã bỏ mấy thời gian ra theo dõi video. Và hẹn gặp lại các bạn và anh em trong những video lần sau và kế tiếp nhé. Bye bye anh em.